Các bạn ơi, giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là lò nướng một tầng một khay này. Bên trong đây là khoang, đây là nhiệt độ từ 50 cho đến 300 độ, có hai công tắc 50 đến 300 độ này. Bên trong là bốn cái máy xoắn nóng đốt nóng này, nhiệt này đấy. Còn đây là bảng điều khiển này, đây là điều khiển thời gian này, tăng này 6 phút này, 7 phút, 10 phút này đấy, ví dụ giữa. Còn không, chúng ta không dùng cái này thì chúng ta tắt đi nhá, tắt đấy, tắt này đi nhá. Còn đây là cái công tắt đèn này, công tắc đèn này đó, đây công tắc thời gian này, công tắc đấy, bật cả nguồn lên thì nó mới lên nhá đấy. Đấy, công tắc nguồn là công tắc đèn luôn này, đây công tắc đèn điều chỉnh nhiệt độ này, đây công tắc, đây là công tắc đèn này. Đấy, còn đây công tắc này là công tắc tổng này, đây công tắc tổng với power này, mở này, tổng này. Đấy, còn đây thì điều chỉnh hai cái đây, chúng ta tắt hai cái đây. Đó. Còn đây điều chỉnh nhiệt độ người ta vặn này từ 50 cho đến 300 độ này, 50 cho đến 300 độ này. Đấy. Đây là một khay. Kích thước của khay nó là tầm 40 60. Rộng sâu đây là 40. Bề ngang ngang là 60 này. Đấy. Khay rộng 5 sâu 5 phần. Đấy. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ mình. Mình còn đây là tầng 1 tầng 2 khay này. Công suất của máy là 3200W này. 3200W này. Nhiệt độ từ 20 đến 300 độ này. Kích thước máy này là 900 này, 600 và 400, cao 480 này, rộng là 945 này, sâu là 605 này. Yeah. Alo. Điện 220V nhá. Chú là cái con dài